Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh quay và gửi tới quý vị ba căn nhà mới nhất gần bến xe Yên Nghĩa nhất, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 1 km. Với ba căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, diện tích từ 32 cho tới 35 m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể một căn nhà mẫu nhé. Với căn nhà này thì diện tích 34 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, thiết kế hiện đại, phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng. Cái căn nhà này giá cũng rất là hợp lý, giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phần cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm sinh pha. Và với thiết kế của ngôi nhà thì Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần để xe máy riêng mọi người nhé. Và căn nhà này cách với lại đường ô tô khoảng tầm 150 m, gần, rất là gần với tuyến đường sắt trên cao bến xe Yên Nghĩa, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Và căn nhà thì được hoàn thiện đầy đủ chỉnh chu, sổ sách riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn, quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Căn nhà này thì là nhà xây mới hoàn toàn cho nên quý vị yên tâm, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Kia là phần không gian, phần để xe, đây là phần phòng bếp mọi người nha. Với phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà đã xong hết 100%, sáng mua, chiều về ở được luôn, sổ sách sẵn sàng giao dịch. Với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết đầy đủ, tủ bếp xung quanh bếp là kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện hoàn toàn xong hết, inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Các nhà hoàn thiện và thiết kế cực kỳ là đơn giản, không cầu kỳ và giá bán cũng rất là hợp lý. Với căn nhà này ấy, quý vị có thể trả trước khoảng tầm 1 tỷ, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ. Quý vị vay trong vòng tối đa thời gian dài nhất 30 năm, tối thiểu 3 năm, lãi suất ưu đãi nhất. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Căn nhà này thì còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là xong mọi người ạ. Còn đâu thì hoàn thiện xong hết rồi, nhà vừa mới hoàn thiện xong đó, nên là còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh, dọn vệ sinh công nghiệp nữa là xong hết. Rồi là tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ, mặt bậc, cổ bậc, ốp đá granite. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, nó cách với lại trục đường chính Quang Trung thì khoảng tầm gần 300 m, cách với lại bến xe Nghĩa thì khoảng tầm 1 km, tuyến đường sắt trên cao thì vừa bến xe Nghĩa là một rồi, rất là gần, rất là thuận tiện. Quý vị có con em đang đi học, đi làm mà loanh quanh gần với bến xe thì mọi người lấy vị trí bến xe Nghĩa làm mốc. Căn nhà này cách bến xe chỉ có 1 cây thôi, thuận tiện đi lại, giao thông hợp lý. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng khách rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền vân đá màu trắng. Với phần không gian phòng khách, đây là cửa sổ, đây là kệ ngăn cách giữa phần cầu thang, ở dưới là có thể để đồ được ở đây, kệ trang trí. Và đây là phần không gian phòng khách được ốp tấm nhựa PVC. Rồi là ở phần trần thạch cao thì chủ nhà có lắp thêm cho quý vị một chiếc quạt, quạt đèn. Nói chung nhà có sao thì em review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Nói chung công năng sử dụng hài hòa hợp lý thì quý vị liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt, hoặc quý vị đang tìm một căn nhà với mong muốn của mình gần bến xe Nghĩa, đúng hướng Tây Bắc thì đừng bỏ lỡ. Ở đây thì còn hướng Đông Nam, còn hướng Tây Bắc nữa mọi người ạ, Đông Bắc nữa. Đây là phần tầng 2, ngoài cái phòng khách thì tầng 2 thiết kế thêm một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây, cửa sổ vuông vắn cũng như là với cái phòng ngủ cũng vậy, thiết kế đầy đủ trần thạch cao, tất cả cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đấy, đầy đủ. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và em đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 thiết kế như với hai phòng ngủ trước và sau, cầu thang ở giữa, nhưng mà phòng vệ sinh ở cuối quý vị nhé. Cửa sổ thông thoáng, phòng ốc tương đối là vuông vắn, rộng rãi. Với thực ra cái diện tích 34 m, thiết kế một tầng hai phòng thì nó, cái phòng ngủ của nó tương đối thôi mọi người ạ. Đó, cửa thông phòng. Rồi là tất cả các cửa sổ được thiết kế hai lớp. Đây là phần phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở tầng 2, đầy đủ hệ thống bồn cầu, rồi là gạch ốp
rồi sen cây, thiết bị vệ sinh trong phòng đều đáp ứng cho quý vị nhu cầu sử dụng theo từng tầng. Đây là phần phòng ngủ. Phần phòng ngủ ở phía bên trong, cửa sổ đầy đủ thông thoáng. Với căn nhà này thì tầng 2 thiết kế là phần phòng khách, một phòng ngủ. Tầng 3 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Vị trí của nó thì rất là gần với trục đường Quang Trung, Hà Đông, gần với bến xe Nghĩa, đi lại thuận tiện, xung quanh tiện ích đầy đủ, chợ dân sinh, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Có gần với trường đại học nào không thì chắc chắn là có, ở với cái vị trí ngôi nhà này, gần trường đại học Đại Nam, gần với trường đại học Phenica, gần cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, gần với trường trung cấp y dược, cũng gần với lại tuyến đường xe buýt đi lại, cho nên là cũng rất là thuận tiện và gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng ra 4 làn đường mọi người nhé. Cho nên là quý vị nào mà đang tìm cái cung đường đi làm gần với những vị trí mà em vừa chia sẻ thì liên hệ ngay với nhà tốt nha. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà, với tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng. Đó. 4 tầng thì em review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể quan sát, theo dõi cũng như là xem cái công năng sử dụng nó có hài hòa hợp lý với những gia đình mình hay không. Còn đây là phần còn lại, sân phơi của ngôi nhà. Căn nhà này thì đổ tròn 4 tầng mọi người nhé. Đó, thông thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 để có thể đi xem nhà thực tế cũng như chốt chọn lựa cho mình được căn nhà ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.